Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. MU thua thảm hại Man City, Fernandes đứng trước nguy cơ bị tước băng đội trưởng, người hâm mộ chỉ trích nặng nề. Thua thảm hại trước Man Xanh sáng nay, tiền vệ Bruno nhận lại vô vàn chỉ trích nặng nề. Nhiều người hâm mộ cho rằng anh không xứng làm đội trưởng của họ sau thảm bại 0-3 trước Man City ngay tại Old Trafford. Đối đầu với một Man Xanh cực mạnh kiểm soát, MU nhập cuộc với tâm thế chơi phòng ngự phản công và họ đã không để cho đối thủ dễ dàng áp đặt khung thành. Tuy nhiên khi mà đang chơi chắc chắn thì Quỷ Đỏ lại bị thổi một quả penalty. Đó là tình huống mà Hojlund kéo áo Rodri khi Man Xanh đang thực hiện một quả phạt trực tiếp phút 25. Bóng ban đầu được phá ra rồi trận đấu diễn ra bình thường, nhưng VAR can thiệp và trọng tài chính quyết định cho đội khách hưởng penalty. Haaland là người bước lên thực hiện rồi anh đánh lừa thành công Onana. Bàn mở tỷ số giúp Man Xanh dễ đá hơn rất nhiều. Tuy nhiên họ cũng không ít lần bị MU phản công vỗ mặt, nhưng rất may là không có hậu quả nào. Ở cuối hiệp 1, tỷ số suýt chút nữa là 2-0 cho Man City, nhưng Onana đã cản phá xuất thần để từ chối cú đánh đầu của Haaland. Sang hiệp 2 thì MU một lần nữa bị thùng lưới và vẫn là Haaland ghi bàn ở phút 49. Đó là một pha phối hợp nhịp nhàng của Man City từ sân nhà trước khi tạt vào vòng cấm. Bằng cách nào đó, không cầu thủ Quỷ Đỏ nào theo kèm Haaland ở cột hai bên phải. Số 9 của Citizen thoải mái đánh đầu hoàn tất cú đúp trong trận derby Manchester. Mọi thứ chấm dứt với Quỷ Đỏ ở phút 80 từ cú sút xa của Rodri, bóng bật đến vị trí của Haaland trước khi anh căng ngang cho Foden nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Kết quả này giúp Citizen giữ vững được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 10 trận, bằng Arsenal nhưng thua hiệu số và kém hơn đội đầu bảng Tottenham 2 điểm. Trong khi đó, MU tiếp tục yên vị ở hạng 8. Theo cựu tiền vệ Roy Keane, việc đầu tiên Man United cần làm sau thất bại 0-3 trước Man City là loại bỏ tứ cái đội trưởng của Bruno. Cậu ấy hoàn toàn không giống với một hình mẫu đội trưởng trong mặt tôi, Keane nói trên Sky Sports. Fernandes luôn than phiền, vung tay lên trời với thái độ không thể chấp nhận được. Cậu ấy giỏi nhưng không phải mẫu chủ quân phù hợp. Điều đầu tiên mà Man Đỏ cần phải làm đó là tước băng đội trưởng của Fernandes. Đây là công việc khó khăn nhưng huấn luyện viên Ten Hag sẽ phải làm như vậy. Fernandes được trao băng đội trưởng của MU mùa 2023-2024 sau khi Maguire bị phế truất. Tuy nhiên phong độ của anh với Quỷ Đỏ mùa này không cao khi mới ghi được 2 bàn, kiến tạo 3 lần trong 13 trận trên mọi đấu trường. Trong trận thua Man City, anh cũng nhiều lần vung tay tỏ ý trách đồng đội, khiến Keane không hài lòng. Keane là thủ quân của Man Đỏ thời 1997-2005, giúp đội đoạt mọi danh hiệu có thể trong giai đoạn này. Ông cho rằng tước băng của Fernandes vẫn là chưa đủ để giải quyết tình hình của đội hiện tại. Vấn đề với Ten Hag là ông ấy vẫn chưa chọn ra được đội hình ưng ý. Cựu tiền vệ 52 tuổi nói thêm, MU có thêm nhiều ca chấn thương đã đành, Ten Hag cũng quay cuồng với các vấn đề nhân sự như thủ môn, vị trí của Maguire và Johnny Evans hôm nay. MU đang đứng thứ 8 nhưng hiệu số bàn thắng bại chỉ là âm 5. Vấn đề của họ nằm ở hàng công với chỉ 11 bàn. Tiền đạo trung tâm Hojlund vẫn tịt ngòi ở ngoài hàng Anh. Keane chê sức mạnh hàng công của đội và cho rằng MU bị áp đảo thể lực ở mọi vị trí. Ten Hag sẽ không thể ngủ ngon vào đêm nay, ông nhấn mạnh. Hojlund bỏ lỡ cơ hội tốt để ghi bàn ở tình huống đối mặt thủ môn phút 31 khi anh rơi qua thủ môn trong thế loạn choạng. Keane nói rằng đáng lẽ Hojlund nên ngã xuống trong tình huống này để đội nhà có cơ hội hưởng phạt đền. Tôi không nói rằng cậu ấy nên ăn vạ, nhưng cầu thủ nào cũng sẽ ngã xuống trong tình huống đó, giải thủ người Arsenal nói. Theo Erik ten Hag, Man Đỏ đá tốt và đúng yêu cầu trong hiệp 1, nhưng quả phạt đền gây tranh cãi đã thay đổi cục diện derby Manchester. Trong họp báo sau trận, Ten Hag nói rằng quả phạt đền đã thay đổi trận đấu, nhưng khi được hỏi thêm, ông nói: "Tôi không có gì bình luận cả, các bạn hãy tự đánh giá." MU dứt điểm 4 lần trong hiệp 1 so với 7 cơ hội của Man City. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng người Hà Lan cho rằng hai đội chơi ngang sức trong giai đoạn này. "Chúng tôi đã chơi tốt và gây khó khăn cho Man City, tạo ra số cơ hội ngang họ." Ông nói, các cầu thủ đã tuân thủ đúng đấu pháp, buộc đội phải chơi co cụm phòng ngự và chờ thời cơ để phản công, tạo ra cơ hội tốt như cú sút của McTominay cuối hiệp 1. Đối với 2 thì Haaland ghi bàn từ cú đánh đầu cận thành mà không bị ai kèm. Sau đó anh chuyền bóng dọn cỗ cho Phil Foden ấn định thắng lợi 3-0 cho đội khách. Ten Hag giải thích rằng Man United bị dẫn trước trong hiệp 1 nên buộc phải chơi thiên về tấn công trong hiệp 2, rồi thủng lưới thêm. Dĩ nhiên thua trận derby luôn rất thất vọng, toàn đội đều cảm thấy rất khó chịu. Huấn luyện viên 53 tuổi nói, nếu như chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới đây. Khi Man City ghi bàn thứ 3, nhiều khán giả Old Trafford bỏ về dù trận đấu còn khoảng 10 phút. Ten Hag kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội bóng dù đã thua 5 trong 10 trận đấu mùa này. Mùa trước chúng tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau khi thua Man City. Ông nói thêm, toàn đội sẽ phải quên ngay thất bại này và tập trung cho trận đấu kế tiếp. MU sẽ tiếp tục chơi trên sân nhà gặp Newcastle tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn tối ngày 1 tháng 11. Trận đấu tái hiện chung kết mùa trước khi Man United thắng 2-0 trên sân Wembley. Kế lên Mbappe sút hỏng quả 11m được VAR xác định nhưng đá bồi thành bàn ở phút 89 giúp PSG thắng 3-2 trên sân Brest tại vòng 11 của Ligue 1.
Kịch tính trên sân Francis Lebleu đến được phút 84 khi cầu thủ này vào sân thay người Kandan Kolo Muani, bật nhả với Mbappe và xâm nhập vòng cấm. Muani chạm bóng rồi ngã xuống sau pha va chạm với trung vệ thủ môn Lilian Brazier để Bizot bắt gọn bóng. Mbappe và Fabian Ruiz lập tức chạy tới phân bua với trọng tài. Nhưng chỉ khi bóng chết, ông Jerome Bissat mới ra đường biên và xem lại băng hình. Sau khoảng có một phút, trọng tài rút thẻ vàng với Brazier và cho PSG hưởng phạt đền, bất chấp những phản ứng của cầu thủ đội khách. Đội bên còn tiếp tục xô sát khi Mbappe đưa bóng đến chấm 11m. Phải tới phút 89 trận đấu mới tiếp tục và Mbappe thực hiện cú đá penalty. Anh sút chìm về góc trái bị thủ môn Brest cản phá, nhưng bóng bật lại đúng vị trí để tiền đạo 24 tuổi đá bồi vào cầu môn trống, ấn định thắng lợi 3-2. Ngay sau khi Mbappe ghi bàn, huấn luyện viên Enrique thay anh bằng hậu vệ Nordi Mukiele nhằm đảm bảo toàn lợi thế dẫn một bàn. Trên đường rời sân khi bị người hâm mộ Brest la ó, siêu sao của PSG đáp trả bằng cách giơ hai ngón tay ám chỉ việc vừa lập cú đúp. Trong 89 phút hiện diện trên sân Francis Lebleu hôm nay, Mbappe chạm bóng 43 lần, chuyền chính xác 71% với 4 đường quy định, kỳ pass qua người thành công 3 lần, dứt điểm 5 lần và ghi 2 bàn. Bàn trước đó của Mbappe đến được phút 28, sau đường chuyền của Lee Kang-in, Mbappe bứt tốc lên biên trái, đảo người vào trung lộ rồi sút chìm về góc gần, khiến thủ môn Marco Bizot chôn chân. Kỳ đạo Pháp lập công y hệt tình huống ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Milan 3-0 tại Champions League hồi giữa tuần. Với cú đúp vào lưới của Brest, Mbappe đã có 251 bàn tại các câu lạc bộ trên mọi đấu trường, gồm 27 bàn với Monaco và 223 bàn với PSG. Anh đạt thành tích 8 năm sau khi ghi bàn đầu tiên tại trận Monaco gặp Troyes ngày 20 tháng 2 năm 2016. Trận đấu này, tiền vệ 17 tuổi Warren Zaire-Emery mở tỷ số phút 16 với pha mã đại bác từ vòng cấm. Sau khi Mbappe nhận đôi cách biệt, Brest đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ công của Romani, Dan Calisto và Steve Monier. Thời gian còn lại, PSG gặp nhiều khó khăn trước khi hưởng lợi từ VAR và giành 3 điểm nhờ cú đá bồi của Mbappe. Chiến thắng 3-2 giúp PSG vươn lên thứ hai của Ligue 1 với 21 điểm, kém Nice 1 điểm. Ở vòng tiếp theo ngày 3 tháng 11, Mbappe và đồng đội trở về sân nhà gặp Montpellier. Ngôi sao siêu kinh điển Jude Bellingham được đưa tin trở thành chủ nhân danh hiệu cậu bé vàng sẽ được trao ngày 10 tháng 11. Jude Bellingham được cho là giành chiến thắng của bầu chọn Golden Boy sẽ được trao giải vào thứ 6 ngày 10 tháng 11 tại Turin. AS dẫn nguồn tin do gì cho biết Bellingham được vinh danh là cầu thủ U21 xuất sắc nhất hành tinh. Ngôi sao của Real, người vừa bùng nổ trên trận siêu kinh điển, vượt xa các đối thủ khác trong cuộc bầu chọn của do báo Tuttosport tổ chức. Bellingham chiến thắng trước các cầu thủ trẻ hàng đầu của bóng đá châu Âu như Rasmus Højlund, Benjamin Sesko, người bạn thân Jamal Musiala và Lamine Yamal. Nếu kết quả đúng như AS công bố, ngôi sao 20 tuổi người Anh sẽ trở thành cầu thủ Real Madrid đầu tiên giành được danh hiệu cậu bé vàng. Bellingham phá vỡ sự thống trị của Barcelona, đội có hai cầu thủ chiến thắng gần nhất là Pedri và Gavi. Trước đây thì một cầu thủ Real từng giành giải thưởng là Isco. Tuy nhiên, chiến thắng của anh nhờ vào sự thể hiện với Malaga trước khi gia nhập San Bernabeu. Trước khi đến San Martin, Bellingham đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách đề cử cậu bé vàng, nhưng không phải là ứng viên được yêu thích. Ở những cuộc bầu chọn gần đây, ngoài hai cầu thủ Barca, Bellingham còn thua Mbappe và Erling Haaland về số phiếu bầu. Lần này, sau khi bùng nổ với Borussia Dortmund và ngay lập tức hòa nhập cùng Real, Bellingham không có đối thủ. AS dẫn nguồn từ nhà báo Joaquim Moroto, thành viên ban giám khảo từ ngày Golden Boy ra đời. Bellingham nhận đến 95% phiếu bầu. Đây là tỷ lệ cao hơn bất cứ trường hợp chiến thắng nào trong quá khứ. Anh hiện có 13 bàn cho Real sau 13 trận đấu chính thức, cùng với đó là 3 đường kiến tạo.